Kính chào quý vị, sáng nay là sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 7, 2019. Tôi là Thầy Thông Lai, xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào Việt Nam trong nước và các đồng bào ở hải ngoại. Trong tuần qua, vì tôi mắc bận điều hành cái Trường Hạ Youth Center, cho nên tôi không có thời gian để livestream cập nhật tình hình xảy ra cho ở vùng Đông Nam Á có ảnh hưởng tới Tổ quốc Việt Nam và các tình hình ở thế giới. Bây giờ tôi xin cập nhật tình hình để cho tất cả các đồng bào đã gửi mail yêu cầu tôi hãy có buổi nói chuyện để cho những cái đồng bào trong nước họ biết được tình hình ảnh hưởng tới Việt Nam trên toàn thế giới. Cái điểm rất quan trọng mà sáng nay tôi muốn chia sẻ cùng tất cả đồng bào Việt Nam thân thương ở trong nước và hải ngoại, đó là vấn đề sau cuộc gặp của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Bắc Hàn Kim Jong Un, thì ngay tức khắc trong tuần qua Chủ tịch Bắc Hàn đã về sửa đổi hiến pháp. Tức là hồi xưa tới giờ đó, Chủ tịch Bắc Hàn Chu Ủn á, ổng là chủ tịch nước, nhưng mà cái quân đội á, vẫn nắm vào tay của đảng, tức là quân ủy trung ương của đảng Cộng sản Bắc Hàn. Mà hiện tại bây giờ là coi như ổng sửa đổi hiến pháp giống như là các nước tự do, tổng thống nước tự do thì là tổng tư lệnh tối cao của quân đội. Cũng như Hoa Kỳ, quân đội không thuộc quốc hội nắm, quân đội không thuộc đảng Cộng hòa hay là đảng Dân chủ nắm, mà quân đội thuộc về tổng thống, tức là tổng tư lệnh tối cao là cái người nắm quân đội. Thì Chủ tịch Bắc Hàn cũng vậy, sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, ông đã sửa đổi hiến pháp và ông đã có một cái luật là từ nay tất cả quân đội của Bắc Hàn đều nằm dưới sự điều hành của coi như Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, coi như là đảng Cộng sản không có nắm quyền nhưng mà chủ tịch nước, và đồng thời giống như là tổng thống các nước tự do, tổng tư lệnh tối cao quân đội bây giờ nằm trong tay của Kim Jong Un, tức là Tàu Cộng đã mất quyền kiểm soát tất cả những cái tướng lãnh mà theo Tàu Cộng 70 năm nay đều đã bị Kim Jong Un coi như tước quyền một cách rất là khéo léo. Là từ nay quân đội của Bắc Hàn đều trực thuộc quyền điều hành của Kim Jong Un chứ không còn thuộc về đảng Cộng sản của Hàn Quốc, xin lỗi, của Triều Tiên. Đó là cái điểm quý vị cần để ý. Và kế đó, trong tuần qua, cuộc đụng độ 4 tàu cảnh sát biển và các tàu hải giám của Tàu Cộng ở khu vực gần quần đảo coi như Trường Sa, thì tin này do Hoa Kỳ tiết lộ ra cho tờ South China Morning Post ở Hồng Kông để đăng lên, chứ hoàn toàn Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc không có công bố cái tin này. Sở dĩ Hoa Kỳ công bố lên cho thế giới biết để thấy rõ tình trạng chia rẽ giữa Tàu Cộng và Việt Cộng đã ngày trở nên trầm trọng. Cho nên quý vị thấy rõ, chính Hoa Kỳ cung cấp cái tin này cho tờ báo South China Morning Post ở Hồng Kông để đăng ra toàn bộ hình ảnh của coi như là đối đầu với nhau giữa 4 tàu cảnh sát biển và coi như các tàu hải giám của Tàu Cộng đã được các tờ báo ở Âu Châu và các tờ báo cũng như các thông tin viên thế giới thông tin. Nhưng khi người ta hỏi, phóng viên của tờ South China Morning Post hỏi về bên Trung Quốc thì Trung Quốc không trả lời, không bình luận, giữ im lặng. Vì Trung Quốc không muốn cho thế giới thấy rằng giữa Việt Cộng và Tàu Cộng đã có sự coi như thay đổi về chính sách. Trở lại vấn đề, tướng Lương Xuân Việt là một vị thiếu tướng người Mỹ gốc Việt, thế hệ thứ hai của Việt Nam Cộng Hòa, vừa được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký sắc lệnh là tư lệnh phó của lực lượng Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Quý vị thấy rất là quan trọng, hàng loạt các tướng tá của thế hệ thứ hai Việt Nam Cộng Hòa đã được chính Tổng thống Donald Trump nâng lên trong một thời gian kỷ lục.
Quý vị thấy rõ, trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều đại tá lên trưởng tướng ở trong quân đội Hoa Kỳ. Lý do nào? Quý vị biết, trưởng tướng Lương Xuân Việt lúc chưa lên thiếu tướng là được Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump coi như ký quyết định về coi ở mặt trận tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở tại Nam Triều Tiên, tức là Hàn Quốc. Và mới đây, ông đã ký sắc lệnh, và khi tướng Lương Xuân Việt lên thiếu tướng, thì ông đã coi tư lệnh phó, tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ ở vùng Thái Bình Dương và Úc Châu. Tại sao vậy? Vì Tổng thống Donald Trump, ông biết rằng chỉ có một tướng lãnh người Á Đông như Việt Nam mới có kinh nghiệm và mới hiểu rõ Tàu Cộng muốn gì. Và chỉ có người Á Đông, nhất là người Việt Nam, mới hiểu rõ Trung Cộng hơn tất cả tướng lãnh nào khác. Đó là cái chính sách chúng ta cần để ý. Và một điểm rất quan trọng nữa là không đòn 36 là cái không đòn tinh nhuệ nhất của không lực Hoa Kỳ. Hiện tại tướng Lương Xuân Việt là coi như kiêm tư lĩnh không đòn 36 của Hoa Kỳ. Tại sao tôi muốn highlight vấn đề này? Không đòn 36 gồm có những phi đòn coi như cầu quanh tạc cơ tàng hình B1, B2. Và kế đó không đòn 36 là cái không đòn có coi luôn cả coi như là F-35, và không đòn 36 nắm trong tay các phi đòn B-52 đã được coi như là update lên thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 5. Và như vậy không đòn 36 đã có mặt ở tại coi như đảo Guam và ở tại khu vực Nam Hàn để trực tiếp điều hành bởi Thiếu tướng Lương Xuân Việt, một người Mỹ gốc Việt, một thế hệ thứ hai của Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ quý vị thấy rõ một cái điểm mà quý vị cần để ý và đồng bào trong nước cần để ý. Trong tuần qua, 400+ công ty của Tàu Cộng sau khi bị Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cấm vận đánh thuế lên tất cả các hàng hóa, họ đã qua Việt Nam để mà chuẩn bị sản xuất tại Việt Nam để đóng dấu Việt Nam và trốn thuế. Nhưng vì một cái lý do gì đó mà họ đồng loạt tháo chạy khỏi Việt Nam, rút hết tất cả những cái cơ sở và những cái tổ chức điều hành các cái nhà máy đó, và họ đã rút khỏi Việt Nam ào ạt. Lý do rất đơn giản, theo sự suy đoán của tôi, Tập Cận Bình đã mất đi Bắc Hàn, Tập Cận Bình đã mất đi uy tín trên thế giới, Tập Cận Bình đang coi như là làm một cái cú gì đó để trừng phạt Việt Nam, giống như năm 1979. Tập Cận Bình hiện giờ là con chó điên sắp sửa quay lại cắn, và ở ngoài coi như Biển Đông thì không thể nào đương đầu lại dưới lực lượng để thất hạm đội hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ. Cho nên Tập Cận Bình đã cho lệnh rút tất cả các cái cơ xưởng sản xuất quan trọng ở tại Việt Nam, để khi chiến tranh xảy ra thì chính quyền Việt Nam không có thể bắt những công ty đó để mà làm con tin. Cho nên quý vị đồng bào trong nước cần lưu ý là tất cả các công ty Tàu Cộng trong tuần qua đã đồng loạt rút trên 400+ công ty lớn quan trọng ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam. Mặc dù trong một tháng, hai tháng trước đây, họ ào ạt vận chuyển nhà máy, công nhân và các cái thiết bị để sang lắp ráp tại Việt Nam. Nhưng vì lý do gì đó, không ngoài lý do là tôi đoán coi như Tàu Cộng sắp có một cuộc chiến tranh trừng phạt Việt Nam để không muốn Việt Nam trở thành Bắc Hàn thứ hai. Và một cái tin mới nhất là ông Trump, ông đã họp với Quốc hội và ông đồng ý là coi như bãi bỏ cấm vận một phần quan trọng để tặng thưởng cho Bắc Hàn. Như vậy chúng ta thấy rõ là Bắc Hàn đã quay đầu trong quỹ đạo của Hoa Kỳ, và Việt Cộng đã dám đương đầu với các tàu hải giám của Tàu Cộng, tức là gió đã đổi chiều. Tuy nhiên, Tàu Cộng không có lý do gì mà để cho mất thêm Việt Nam. Tàu Cộng sẽ có một cuộc trừng phạt Việt Nam và chiến tranh xảy ra trong một ngày rất gần đây. Tàu Cộng không thể nào mà để yên, nhất là Tập Cận Bình.
bây giờ đang bị dụ Hồng Kông. Tàu Cộng bây giờ không còn cái đường nào chọn lựa ngoài cái chuyện muốn tỏ ra sức mạnh của mình, là Tàu Cộng sẽ làm một cái chuyện là trừng phạt Việt Nam trong một ngày không xa. Đồng bào trong nước chuẩn bị, đừng có tưởng rằng Tổng thống Donald Trump, khi mà tôi mở email trong thời gian tôi có pháp hội, thì có rất nhiều email nói rằng Tổng thống Donald Trump là Tổng thống coi như đáng lẽ ông sẽ đánh Iran trong cái vụ mà bắn rơi một chiếc máy bay drone không người lái của Hoa Kỳ. Tại sao trong phút chót ông lại ngưng? Và Tổng thống Hoa Kỳ tại sao lại không dám coi như là đánh với Bắc Kinh, để rồi Bắc Kinh coi thường Hoa Kỳ? Thật ra khi quý vị biết rằng sau lưng Tổng thống Donald Trump có một lực lượng cố vấn rất là hùng hậu, và Tổng thống Donald Trump khi mà ông muốn phát động một cuộc chiến tranh đánh Tàu Cộng, để diệt Tàu Cộng, vì đánh Tàu Cộng ông sẽ có được cái lợi rất nhiều, mà tại sao chưa đánh? Vì tất cả những công ty coi như các nhà sản xuất do Hoa Kỳ, các cái công ty, các nhà tài phiệt, các nhà đại tư bản, các nhà tỷ phú Hoa Kỳ, khi mà họ thấy cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Tàu Cộng xảy ra, thì họ sẽ tính thiệt hại về thị trường chứng khoán. Trong thời gian đầu chắc chắn là tất cả các công ty sẽ thất thoát, và cái Dow Jones, tức là thị trường chứng khoán, chỉ số Dow Jones sẽ bị đi xuống. Và Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại đi vào cái mùa tranh cử, và Tổng thống Hoa Kỳ rất cẩn thận, nhất là Tổng thống Trump, ông là một cái nhà chiến lược. Ông sẽ tính toán coi tất cả các số tiền mà tất cả các công ty, các nhà tỷ phú, những nhà tài phiệt ở Hoa Kỳ, họ sẽ ủng hộ cho ông trong thời gian sắp tới bằng những số tiền mà hàng trăm triệu đô la, có thể là hàng tỷ đô la, để vận động tái tranh cử chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2. Và nếu ông làm mà để cho các cái nhà tỷ phú, các cái nhà điều hành các công ty mà có hàng trăm ngàn công nhân, và ông phải nghe lời khuyến cáo của các công ty đó, khi chiến tranh với Tàu Cộng xảy ra, thiệt hại cho Hoa Kỳ là bao nhiêu, thiệt hại cho thị trường chứng khoán là bao nhiêu. Cho nên khi thấy Tổng thống Trump im lặng và không nói gì, quý vị đừng có tưởng đó là ông Trump ổng đã coi như là con cọp giấy. Mà gần đây, một điểm ít ai để ý, trong thời gian 2 tháng trước, tất cả di chuyển, tất cả lực lượng của Hải quân Hoa Kỳ di chuyển trên khu vực Biển Đông thì đều được Hoa Kỳ thông báo cho tất cả các thông tin, các đài phát thanh biết rõ và cho thế giới biết. Nhưng gần đây, các lực lượng hải quân của Hoa Kỳ, các lực lượng quan trọng đang có mặt, Hoa Kỳ không có thông báo. Và quý vị thấy, gần đây, Tàu Cộng đã cho coi như những cái chiến hạm của mình đi dò, đi theo sát chiến hạm của Hoa Kỳ và chiến hạm của Úc Châu tập trận. Và chiến hạm Tàu Cộng đã đi sâu xuống tới vùng biển ở Úc Đại Lợi, cho thấy cuộc chiến tranh sẽ xảy ra trong một ngày không xa. Và chúng ta thấy rõ một cái điểm rất quan trọng mà ít ai để ý. Sau khi bà Tổng thống Thái Anh Văn đi qua Hoa Kỳ để họp với Quốc hội Hoa Kỳ và Tổng thống Donald Trump, thì bà đã đạt được một cái hợp đồng mua bán vũ khí. Trong cái hợp đồng này có trị giá là 2.2 tỷ đô la. Nhưng mà quý vị có để ý không? Bà mua 108 loại chiến xa chống đổ bộ, tức là chống cuộc chiến tranh từ ở trong cái Tập Cận Bình mà tấn công vào trong bãi biển Đài Loan. Loại chiến xa này là loại chiến xa mới nhất, có tên là Abraham. Loại chiến xa này có khả năng chống tất cả các cuộc đổ bộ từ trong lục địa Tổng Cộng mà tấn công vào hải đảo Đài Loan. Và một điểm quan trọng nữa là bà đã đạt được một cái loại vũ khí coi như quả tiễn cầm tay nặng chỉ ngang với cái quả B-40. Nhưng cái loại quả tiễn này bà mua được cái số lượng là 250 quả tiễn cầm tay được sử dụng cho người lính Hoa Kỳ mà lần đầu tiên bán cho Đài Loan. Loại quả tiễn này nó rất là
coi như là tinh khôn, tức là ở trên cái đầu quả tiễn này nó đã được program, họ có thể nhận diện được đâu là địch, đâu là thù, đâu là ta. Cho nên tất cả những cái đầu đạn quả tiễn này sẽ được Đài Loan mua, và Đài Loan sau khi mua xong cái này thì quý vị thấy Tàu Cộng lên tiếng và làm rất dữ, và chính ngay Tập Cận Bình cũng lần đầu tiên lên tiếng là yêu cầu Hoa Kỳ phải hủy bỏ ngay cái hợp đồng buôn bán vũ khí cho chính phủ Đài Loan. Và như vậy quý vị biết tại sao quan trọng, vì cái vũ khí này nó mặc dù là có thể mang trên tay, mang trên vai một người lính giống như một cây súng B-40, nhưng nó có tầm sát hại lên tới mấy cây số, và tất cả những cái chuyến bay, tất cả những tàu chiến hay là tất cả những chiếc tàu đổ bộ của Tàu Cộng chỉ cần cách bờ biển Đài Loan là 5 cây số là cái quả tiễn này có thể bắn hạ dễ dàng. Và trên cái đầu của quả tiễn này nó đã được program đâu là bạn, đâu là thù. Cho nên khi mà bà Thái Anh Văn bà mua được, mặc dù có 250 cây quả tiễn này và 108 chiến xa loại chống đổ bộ Abraham của Hoa Kỳ, mà tại sao kỳ này Bộ Ngoại giao Tàu Cộng và đích thân Tập Cận Bình cũng đòi hỏi và lên án gay gắt chính phủ Hoa Kỳ phải ngưng ngay cái hợp đồng buôn bán này, nếu không thì Tàu Cộng sẽ trả đũa rất mạnh. Và bà Thái Anh Văn rất vui mừng khi bà có cái vũ khí này trong tay, bà không những chỉ trang bị cho bộ binh mà bà sẽ trang bị lên những chiếc F-16, vì trên cái quả tiễn này nó đã được program và nó nhận diện những chiếc máy bay của Tàu Cộng, cho nên nó sẵn sàng. Nó có một cái tinh khôn là máy bay của Đài Loan cùng bay trên bầu trời, máy bay của Tàu Cộng cùng bay trên ngoài trời, hai bên không chiến. Nhưng mà quả tiễn loại này nó sẽ bắn máy bay Tàu Cộng mà nó không bắn máy bay của Đài Loan. Cho nên đây là một cái thành công của bà Thái Anh Văn. Và lần đầu tiên cái vũ khí này đã được bán, cái vũ khí này bán cho Đài Loan, làm cho Tàu Cộng rất là tức giận. Và cái khả năng xâm chiếm Đài Loan sẽ khó. Và hiện tại cái tình hình đập tam hợp do vệ tinh của Hoa Kỳ phân tích, thì so với năm 2008 và tới bây giờ, đập tam hợp đã có 8 cái vết nứt, và người ta nhìn trên không ảnh và người ta thấy rõ là những cái bức tường của đập tam hợp, một cái khối nước khổng lồ, một quả bom nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chưa có chiến tranh xảy ra. Nếu có chiến tranh xảy ra, chỉ cần Đài Loan bắn chừng vài trái quả tiễn vô thì nửa nước của Tàu Cộng sẽ chìm dưới biển nước. Đó là những cái điểm mà quý vị cần để ý. Cho nên khi mà Tổng thống Trump, ổng không có tuyên bố cái gì hết, và các chiến hạm của Hoa Kỳ di chuyển ở trong Biển Đông cũng không còn thông báo cho các cái thông tín viên, cho thế giới biết, là tới lúc đã tình hình nóng hổi. Và hiện tại Bắc Hàn đã đi vào quỹ đạo Hoa Kỳ, và Việt Nam, Cộng sản Việt Nam ngày xưa không bao giờ dám nói tới tàu Trung Quốc, chứ đừng nói về đương đầu mà kêu tàu lạ. Và giờ đây Cộng sản Việt Nam đã dùng 4 tàu cảnh sát biển do Hoa Kỳ mới viện trợ trong tháng 2 tháng vừa qua, và đương đầu với 4 tàu hải giám, và đó có hình ảnh rõ ràng. Cho nên hiện tại những cái điểm mà quý vị để ý, các công ty lớn của Tàu Cộng 2 tháng trước ào ạt sang Việt Nam để chuẩn bị trúng thế, thì bây giờ ào ạt rút khỏi Việt Nam. Và cái đó là cái điểm chiến tranh sắp xảy ra, mà có thể xảy ra ở trên đất nước Việt Nam chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên đồng bào tiếp tục dự trữ lương thực, tiếp tục rút tiền ra khỏi ngân hàng, và tiếp tục bảo vệ gia đình mình, để trong thời gian có xảy ra chiến tranh, quý vị sẽ tự bảo vệ cho quý vị trong thời gian biến động. Trân trọng kính chào quý vị, và thầy sẽ cố gắng sau cái vụ mà mùa hạ ở tại Youth Center, thầy sẽ cập nhật tình hình thường xuyên hơn, và xin cáo lỗi trong thời gian qua không cập nhật tình hình biến động trên thế giới, vì thầy rất bận rộn trường hạ để hướng dẫn tăng ni và thế hệ trẻ ở tại Hoa Kỳ đi đúng con đường của dân tộc Việt Nam. Trân trọng kính chào quý vị.